Trần Trọng Hiếu bị cảnh sát bắt quả tang giấu ma túy trong người. Bị can thừa nhận lấy hàng cấm từ người khác để sử dụng. Ngày 20 tháng 3, Trần Trọng Hiếu đã bị Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Trọng Hiếu tại một sự kiện thể thao. Ảnh Red Bull. Nguyễn Tuấn Anh bị khởi tố để làm rõ vai trò đồng phạm với Hiếu. Theo cảnh sát, mặc dù khởi tố nhưng Hiếu vẫn đang bị tạm giữ nhằm mở rộng điều tra, xác minh theo trình tự tố tụng để xem xét việc có tạm giam hay không. Với việc bị khởi tố theo khoản 1 điều 249 Bộ luật Hình sự, hai bị can trên có thể đối diện mức phạt 1-5 năm tù. Quy 12-3, Công an phường Mỹ Đình 1 kiểm tra hành chính và bắt quả tang Trần Trọng Hiếu giấu viên ma túy tổng hợp dạng kẹo khối lượng hơn 0,4 gram trong người. Hiếu khai Tuấn Anh là người đưa viên ma túy trên cho vận động viên Parku để sử dụng. Bước đầu Tuấn Anh thừa nhận điều này. Trần Trọng Hiếu là vận động viên Parku được mọi người biết đến với cái tên Bụi Đời. Người này từng tham gia chương trình Red Bull Hút Tung Thách Thức. Tháng 7 năm 2019, Hiếu đoạt quán quân cuộc thi Việt Nam Parku Champion 2019 và đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch Parku châu Á 2019 tại Singapore.